Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm canh tí Ngày này là ngày Ất Tỵ tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, phú đăng hỏa, ngày ất tỵ tức can sinh cho chi, có nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, phú đăng hỏa, kỵ tuổi, kỵ hợi, tân hợi, ngày thuộc hành hỏa khác với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tý về các tuổi xung khắc trong ngày bao gồm tuổi quý hợi tân hợi tân tỵ tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao âm đức, tốt mọi việc, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao minh đường hoàng đạo tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát về các sao xấu trong ngày bao gồm sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao địa tặc, xấu đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ xuất hành sao hỏa tai 6. Đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa, sao nhân cách. 6. Đối với giá tú, thú, khởi tạo, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Đông Nam. Tiếp theo, mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 như sau. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn sẽ cần tới cái sự trợ lực của thực thần chiếu mệnh trong cái chuyện làm ăn buôn bán của mình. Và với bạn tuổi Tý cũng may là đang có được quý nhân xuất hiện đúng lúc cho nên bạn mệnh tuổi Tý không bỏ lỡ một cái thời cơ tốt với mình. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý, bạn mệnh cần phải tự tin hơn nữa, dấn thân hơn nữa, có những lúc cơ hội chỉ đến một lần nếu như bạn cứ do dự trần trừ là đã thiệt hại mất một phần số tài lộc lẽ ra mình có thể nhận được trong ngày hôm nay bạn tuổi tí nhé. Tuy nhiên, cái vận trình của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp ngày có thủy sông khắc với họ, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi tí lại không được suôn sẻ cho lắm, đường tình duyên trắc trở, khó có thể đi đến điểm cuối cùng, và nếu như bạn Tự Tí không thực sự cố gắng để nắm giữ người ấy thì không biết chuyện tình cảm của bạn có thể níu lại được đến bao lâu nữa đâu bạn Tự Tí nhé. Ngày này đối với bạn Tự Tí cái việc xuất hành đi xa thì có quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, gặp mọi điều tốt lành, có tài, có lộc bạn Tự Tí nhé. Và bạn Tự Tí, bạn đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Hai cái hướng này sẽ làm cho bạn có được cái sự may mắn trong công việc cũng như là có tài lộc về tay nữa. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, đường tình chắc trở. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, tiền bạc được dồi dào. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, kinh doanh phát đạt. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc cần nắm lấy thời cơ. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu, bạn biết được những khó khăn trong quá khứ của mình, cho nên bây giờ chỉ cần có cơ hội để chạm tay tới hạnh phúc là bạn sẽ không bao giờ bỏ qua ngày này đối với bạn tự xỉu bạn cũng đang gặp được ngày có tam hợp quý nhân dẫn đường trị lối cho bạn cho nên với bạn tự xỉu bạn cần phải mở lòng để đón nhận tình cảm đến với mình bạn tự xỉu nhé người ấy có thể xuất hiện bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của bạn tự xỉu nhưng nó như là định mệnh mới gặp mà tưởng chừng như đã quên biết từ lâu. Tình cảm cũng tiến triển một cách nhanh chóng, sớm thành đôi thành cặp nữa rồi đó bạn tuổi Sửu nhé. Trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu á, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh. Cho nên, với công việc của bạn tuổi Sửu, dù có bế tắc nhưng với năng lực của mình, bạn sẽ sớm tìm thấy được lối ra, bạn tự xỉu, bạn có được nhiều ý tưởng mới mẻ và độc đáo và bạn nhận được cái sự đánh giá cao từ đồng nghiệp, từ phía cấp trên nữa rồi bạn tự xỉu nhé. Trong ngày này đối với bạn tự xỉu, bạn đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, không cần lo lắng quá nhiều và nếu như bạn đi xa ạ, thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Hai cái hướng này sẽ làm cho bạn thuận tiện trong công việc cũng như là có được cái nguồn tài lộc về cho mình bạn tự Sửu nhé và tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tình cảm thăng hoa tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy công việc tín trị tốt tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa được cấp trên đánh giá cao tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ cần nỗ lực nhiều hơn tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đừng bỏ lỡ hạnh phúc về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, quân số may mắn, số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần, thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có hung cát đan xiên và bạn tuổi dần bạn cũng đang gặp ngày dần tị tương hại cái điều này sẽ gây tổn thất về mặt tình cảm cho bạn tuổi dần trong ngày hôm nay bạn mệnh không hiểu tại sao người ấy bỗng dưng lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy và dù bạn tuổi dần mong muốn có được cái sự ủng hộ từ người mình yêu nhưng bạn ngỡ ngàng nhận ra mọi chuyện đã chuyển biến theo cái chiều hướng chẳng thể nào tin được tình cảm cũng như là thời tiết thay đổi một cách nhanh chóng mặt luôn nữa bạn tuổi dần nhé cũng may là trong vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần bạn lại đang có được tin vui đó là tin báo tốt lành về tài lộc bạn đang được chính tài ở bên đảm bảo cho bạn tuổi dần có được cái nguồn thu nhập chính ổn định, công việc hoàn thành tốt cũng chính là cái điểm cộng cho bạn tuổi dần trong ngày hôm nay. Và trong ngày này đối với bạn tuổi dần gặp gỡ đối tác, lãnh đạo, quan chức thì gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ, mọi việc êm xuôi, không cần phải lo lắng nhiều bạn tuổi dần nhé. Vài tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, tiền bạc ổn định, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa đường tình ảm đạm tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ dễ bị tổn thương tử vi tuổi canh dần thuộc mộc thất vọng tràn trề tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim kiếm tiền dễ dàng và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bà tuổi Mão ạ, tử vi cho chúng ta thấy là trong ngày này với bạn tuổi Mão, bạn đang có được báo hiệu cái nguồn tài lộc được rực sáng nhờ có thiên tài giúp sức. Và bạn tuổi Mão, bạn có thể sẽ kiếm được bọn tiền từ nghề tay trái của mình. Bạn sẽ phải ngạc nhiên với cái số tiền mà mình kiếm được đó bạn tuổi Mão nhé. Và bạn tuổi mão không phải là bạn kiếm tiền quá dễ dàng mà ngạc nhiên bởi với bạn tuổi mão từ trước tới giờ không phải là người phù phím. Bạn chỉ không ngờ thú vui ngày trịa của mình lại có lúc giúp cho mình biến niềm vui thành tiền bạc như vậy đó nhá. Trong ngày này đối với bạn tuổi mão cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có mộc sinh xuất chô hỏa cái điều này cho thấy về tiền bạc của bạn thì được dồi dào nhưng về cái con đường tình của bạn lại có nhiều điều không được như ý bạn mệnh tuổi mão thiếu thời gian cho cái chuyện tình cảm cho nên khó có thể phát triển được cái mối quan hệ tình cảm của mình nhé ngày này đối với bạn tuổi mão xuất hành cầu tài lộc khởi công động thổ xây dựng nhà cửa ký kết hợp đồng đều rất chi là thuận lợi Tuy nhiên, nếu như bạn phải xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Đông Nam. Hai cái hướng này sẽ mang lại nhiều may mắn cho công việc của bạn cũng như là có được nguồn tài lộc về tay mình nữa bạn tuổi mão nhé. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tiền bạc được dồi dào, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tình cảm nhạt phai, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, rạn nứt mối quan hệ, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc, thú vui kiếm tiền, tử vi tuổi quý mão thuộc kim, hung cát đan xiên. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi thìn, thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này có thể với bạn sẽ có được một ngày rất chi là may mắn bởi không chỉ có được công việc như ý mà tình duyên cũng rất chi là rạng rỡ. Ngày này đối với bạn tuổi thìn, bạn đang có được chính ấn ở bên cho nên bạn mệnh tuổi thìn tìm được công việc lý tưởng đúng với cái khả năng của mình nữa rồi. Bên cạnh đó, với bà tuổi thìn trong ngày này, bạn hãy cố gắng để phát huy cái năng lực của mình không phải ai cũng may mắn làm được công việc mà mình yêu thích thích đúng với cái khả năng của bản thân mình thời điểm này với bà tử thìn bạn đang được xem xét để cất nhắc và bạn cần phải lưu ý bà tử thìn nhé trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tử thìn bạn cũng đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ vượng cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn rất chi là tốt. Cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân sẽ có những cái dấu hiệu đáng mừng. Và bạn tử thìn, bạn cần phải có được tình yêu và hôm nay bạn sẽ có được nó. Thế nên đừng quá ngạc nhiên và sợ hãi. Bạn hãy mạnh dạn mở lòng mình, mở trái tim mình để đón nhận bạn tử thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa công việc tiến triển tốt, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, vợ chồng hài hòa, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, dễ bẻ thăng tín, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, hôn nhân hạnh phúc. Về đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao quân số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ ạ, Xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử tỵ, bạn đang có được báo hiệu, đốn tin vui mới trong công việc của mình. Tử tị, bạn tử tỵ, bạn mệnh sẽ cần phải nỗ lực để nắm bắt lấy cái cơ hội hiếm có này khi mà với bạn đang có được chính quan luôn ở bên, hỗ trợ cho bạn đạt được thành công. Động lực của bạn tử tỵ trong ngày hôm nay tăng lên một cách rõ rệt và bạn mệnh tuổi tỵ sẽ tín rất nhanh nếu như đi đúng đường, đúng hướng, vận may không ở lại quá lâu với bạn. Vì thế, với bạn tuổi tỵ hãy thể hiện hết cái khả năng, khả năng, năng lực của mình bạn tuổi tỵ nhé. Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi tỵ cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này cho thấy, với tính tình của bạn tuổi tỵ đang khá chi là nóng nảy, bạn đừng có giận cá chiếm thớt vì công việc bận rộn mà để mặc mọi chuyện cho người thân, gia đình hay ai đụng đến là nội giận đó bạn tử tỵ nhá. Từ về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tình cảm tổn thương, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ thăng quan tín chức, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc có được niềm vui, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim cần phải bình tĩnh hơn, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy đừng mắc sai lầm. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi sửu, tuổi thân. và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ, bạn đang có được báo hiệu sẽ gặp được người trong mộng của mình sớm khi trong ngày này với bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành ngọ tỵ tương hội cái điều này với bạn tuổi ngọ bạn đừng có để cho những cái vẻ bề ngoài bóng bẫy khiến cho bạn đánh mất đi lý trí mà lầm tưởng bạn tuổi ngọ nhé tình yêu đơn giản lắm người ấy có khi vốn đã ở trước mặt bạn mà bạn lại chưa nhận ra những chú ngựa đam mê tự do, thích rong chơi, nhưng khi gặp được người phù hợp thì chẳng thể từ chối nữa đâu nhé. trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi ngọ, bạn mệnh rất dễ gặp phải họa thị phi, nói gì làm gì với bạn cũng cần phải suy nghĩ cho kỹ càng, đừng có vì một phút bốc đồng mà làm chuyện không nên, để rồi sau đó phải hối hận đó bạn tuổi ngọ nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tiểu nhân quấy phá tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tình cảm như ý tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa đường tình duyên vượng sắc tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ công việc tín trị tốt tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc cần phải hiểu rõ bản thân mình và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện tương hỏi cái điều này sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay và bạn tuổi mùi bạn được người ấy yêu thương và nâng niu rất chi là nhiều ai nhìn thấy bạn cũng cảm thấy thầm mong ước được hạnh phúc như bạn đó nhá và trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn nhập mệnh, cho nên công việc của bạn tuổi mùi dần dễ dàng hơn. Bạn mệnh không mất nhiều thời gian cho những cái việc vụn vặt đã biết cách sắp xếp lại công việc một cách hiệu quả nữa rồi. Tuy nhiên, với bạn tuổi mùi, bạn cũng cần phải chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn nữa. Đặc biệt, sự sáng tạo của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn tiến triển nhanh nhanh hơn nhiều và bạn đừng chỉ nhốt mình trong những cái lối mòn cũ kỹ mà cần phải biết rằng bản thân mình đang có thế mạnh ở đâu để phát huy hết thế mạnh của mình nữa bạn tuổi mùi nhé. Và trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi đi xa thì gặp được người có quý nhân giúp đỡ có tài, có danh tín, có tin vui trong gia đạo nữa bà tuổi mùi nhé. Với bà tuổi mùi, khi xuất hành đi xa thì bạn đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Đông Nam. Hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn trong công việc cũng như là có được cái nguồn lộc lá về tay nhé và tử vi tuổi ất mùi thuộc kim công việc tiến trị tốt tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tình duyên vượng sắc tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa nhân duyên đáng mừng tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ được trao cơ hội tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đào hoa nở rộ về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, năm sao, quân số may mắn, số 5, số 8, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi dân trong ngày này bạn đang có được báo hiệu có lục hợp quý nhân chia chở cái con đường tình duyên của bà tuổi thân khởi sắc không ngừng đào hoa nở rộ tình yêu ngợ không quản lối thoát thì nay lại tìm được tia hy vọng với mình nữa rồi đó bà tuổi thân nhé và trong ngày này đối với bà tuổi thân, những người đã kết hôn rồi thì dần xóa bỏ được những cái hiềm khích, nghi ngờ giữa hai vợ chồng, lòng tin được gây dựng trở lại. Bạn thấy được những cái chuyện biến tích cực trong cái thái độ của đối phương, gia đình cũng đầm ấm hơn rất chi là nhiều nữa rồi bạn tuổi thân nhé. Nhưng trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi than, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài ngáng trở cái điều này cho thấy con đường tài lộc của bạn vẫn ảm đạm, kiếm tiền khó khăn mà trong cuộc sống với bạn lại không biết phải dùng tiền cho bao nhiêu thứ nên cái việc chi tiêu là khó có thể tránh khỏi và bạn tuổi thân bạn dễ lâm vào cảnh cháy túi vì thu không bù chi được đối với bạn tuổi thân nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tiền bạc bất minh tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tình cảm dần khởi sắc, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, kiếm tiền khó khăn, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, biết trân trọng nhau, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, cần có được niềm tin. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi dậu, bạn sẽ có được niềm vui bất ngờ về cái phương diện tình duyên của mình trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Dậu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành Dậu Tỵ bán hợp với bạn tuổi Dậu, tự chừng như là không thể gặp lại thì hôm nay bạn mệnh lại có nhân duyên gặp gỡ với nhau đó nhá. Định mệnh an bài nếu như bạn tự dậu không đưa tay nắm giữ thì quả thực là nối tiếc vô cùng cho bạn nếu như bạn đã có duyên thì đừng để cho lứa đôi phải lìa xa, đừng để cho những cái định kiến xã hội khiến cho người yêu nhau không đến được với nhau nữa nhé. Và xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tử dậu, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim nhập mệnh, cái điều này cho thấy công việc của bạn tử dậu đang tiến triển rất chi là tốt Tuy nhiên, nếu như bạn không nhanh chóng thay đổi cái thái độ làm việc của mình thì có thể chuyện vui này không kéo được bao lâu và bạn đừng có quá cố chấp nữa bạn tuổi dậu nhé. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, có duyên gặp gỡ, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mộc nên biết điểm dừng, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc đừng quá tự mãn, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, hãy làm theo trái tim mách bảo. Về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi Sửu tuổi Thìn tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất bạn đang gặp được ngày có chính ấn nhập mệnh cho nên với bạn tuổi Tuất bạn cần phải chuẩn bị tinh thần để làm việc với cái sự tập trung cao độ đi nhá Hôm nay với bạn tử tuất, bạn sẽ được trao cho nhiều thử thách khó khăn lắm. Nếu như bạn không cẩn thận thì rất dễ mắc lỗi lắm đó bạn tử tuất nhé. Tuy nhiên, thử thách phía sau đó chính là phần thưởng dành cho bạn. Và bạn tử tuất, bạn vượt qua được thử thách là tiến gần hơn tới thành công, được cấp trên cất nhắc, trao cho cái vị trí xứng đáng với mình hơn nữa đoạn và trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất ạ, cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có hỏa dưỡng cho thổ, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất lại rất chi là tốt đẹp, đường tình duyên được khởi sắc, đào hoa nở rộ. Đối với những bạn đang quản độc thân thì không cần phải lo lắng cô đơn, không có người yêu, bởi bạn sẽ có được người thầm thương trộm nhớ mình bấy lâu, tọa tình lãng mạn nữa đó bạn nhé. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tình duyên thắm sắc; tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ thử thách khó khăn; tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc thành công rực rỡ; tử vi tuổi canh tuất thuộc kim đào hoa nở rộ; tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy sớm có người yêu. Về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Tử vi tuổi hợi thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi hợi đang có điểm báo chặng lành sẽ tới với mình và bà tuổi hợi sẽ có biến động trong cái chuyện tình cảm của mình trong ngày hôm nay bạn mệnh nếu không kiềm chế được cảm xúc sẽ khiến cho đối phương chịu nhiều tổn thương đó nhé Sai lầm ai cũng có thể mắc phải, nhưng đừng vì thế mà để cho người ấy phải chịu ấm ức, yêu thương nhau còn chưa hết. Tại sao lại vì những cái chuyện nhỏ nhặt mà dày vò nhau? Và bạn tuổi hợi, bạn hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi nhé. Và trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi hợi, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy tinh thần làm việc của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Bạn tuổi hợi, bạn khó tập trung làm tốt cái công việc của mình. Mọi sự tập trung của bạn đang dồn hết cả về nơi người ấy nữa rồi nhá. Trong ngày này, đối với bạn tuổi hợi, bạn đang có cái điểm báo xuất hành không được thuận lợi, có cái sự va trạm, dối rắm, tranh chấp, thất lý, không có người giúp đỡ và không nên đi xa nếu như phải đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng đông nam sẽ hạn chế được những cái rủi ro đến với mình bạn tuổi hợi nhé và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa đường tình trắc trở tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ phải biết nhận sai tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc công việc khó khăn tử vi tuổi tân hợi thuộc kim dễ mắc sai lầm, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy nên tự nhận lỗi. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hãy đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.